Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Lộc Tài. Thì trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn cách xem ngày tốt trong tháng 10 âm lịch cho các tuổi Sửu. Thì các tuổi Sửu mà chúng tôi sẽ xem xét trong chương trình ngày hôm nay bao gồm tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997, tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949 và năm 2009, tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 và tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Thì đối với mỗi tuổi, chúng tôi sẽ xem xét dựa vào tiêu chí là những cái tuổi sẽ xuất hiện lộc tồn quý nhân ứng với thiên can của tuổi và xuất hiện thiên mã ứng với địa chi của tuổi. Để có thể lựa chọn ra những cái ngày tốt dành cho từng tuổi trong cái tháng 10 này. Và từ đó thì chúng tôi sẽ phân tích xem là đâu là ngày đại cát nhất và đâu chỉ là ngày thừa cát dựa trên nạp âm ngũ hành tương sinh của tuổi đối với lại những cái ngày đó. Thì trước khi đi vào xem ngày tốt tháng 10 âm lịch cho từng tuổi thì chúng tôi sẽ phân tích những cái ngày xấu dành cho tất cả các tuổi, nghĩa là những cái ngày xấu này thì không có tuổi nào ở đây có thể sử dụng được. Thì đối với tháng 10 âm lịch có nguyệt kiến tại hợi, bởi vậy sẽ xuất hiện ngày nguyệt phá xung với nguyệt kiến, ngày nguyệt phá sẽ nằm tại những ngày tị là xung với ngày hợi. Chúng ta sẽ gạch bỏ đi những ngày tị là ngày nguyệt phá. Tiếp theo là những ngày xung với tuổi. Những ngày xung với tuổi xung với thái tuế năm thì là những ngày thuộc mùi, chúng ta sẽ bỏ đi. Tiếp theo là những ngày thụ tử sẽ rơi vào thân, chúng ta sẽ gạch bỏ. Những ngày sát chủ trong tháng 10 sẽ rơi vào ngày Dậu, chúng ta cũng sẽ gạch bỏ. Đó là những ngày xấu. Tiếp theo là chúng ta sẽ phân tích tới những ngày tam nương. Những ngày tam nương trong tháng 10 này sẽ rơi vào ngày mùng 3 là ngày Giáp Tý, ngày mùng 7 là ngày Mậu Thìn, ngày 13 là ngày Giáp Tuất, ngày 18 là ngày Kỷ Mão, ngày 22 là ngày Quý Mùi, chúng ta đã gạch bỏ đây rồi. Và tiếp theo là ngày 27 là ngày Mậu Tý. Ngày con nước thì sẽ rơi vào ngày 11 và ngày 25. Thì ngày 11 rơi vào ngày Nhâm Thân, chúng ta đã gạch bỏ bởi dính ngày thụ tử. Tiếp theo là ngày 25. Ngày 25 là ngày Bính Tuất. Ngày thiên địa chuyển sát sẽ rơi vào ngày Bính Tý là ngày 15, chúng ta cũng sẽ gạch bỏ. Và ngày Dương Công Kỵ là ngày rơi vào ngày 23, là đã nằm ở trong những ngày thụ tử Giáp Thân, chúng ta cũng sẽ gạch bỏ. Đó là tất cả những ngày xấu dành cho tất cả những tuổi Sửu ở trong tháng này. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đi lựa chọn ngày tốt dành cho từng độ tuổi một. Đầu tiên là tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, có nạp âm là Kim. Thì đối với tuổi Ất Sửu, chúng ta sẽ thấy tuổi Ất Sửu có thiên can là Ất, vậy thì sẽ xuất hiện lộc tồn tại Mão. Lộc tồn tại Mão thì chúng ta sẽ thấy đó là ngày mùng 6, ngày Đinh Mão. Tiếp theo là ngày 30, ngày Tân Mão. Đó là những ngày xuất hiện lộc tồn theo thiên can Ất. Tiếp theo là những ngày xuất hiện quý nhân theo thiên can Ất là những ngày tại Tý và Thân. Ngày Thân đã dính ngày thụ tử nên chúng ta sẽ không xét tới nữa. Và ngày Tý, tất cả những ngày Tý ở trong tháng này đều dính vào ngày tam nương nên chúng ta sẽ không xét nữa. Tiếp theo là chúng ta sẽ đi xem xét thiên mã theo địa chi. Thì với tuổi Ất Sửu sẽ có thiên mã tại hợi. Thiên mã tại hợi chúng ta sẽ có ngày 14 là ngày Ất Hợi và ngày 26 là ngày Đinh Hợi. Đây là những ngày được coi là những ngày tốt đối với tuổi Ất Sửu ở trong tháng 10 này. Tiếp theo chúng ta sẽ đi dựa vào mối quan hệ tương sinh tương khắc giữa nạp âm ngũ hành của tuổi và nạp âm ngũ hành của những cái ngày trong tháng để chúng ta lựa chọn ra ngày đại cát nhất. Thì đối với ngày mùng 6, ngày mùng 6 là ngày Đinh Mão có nạp âm tại hỏa, mà tuổi Ất Sửu thì lại có nạp âm là kim, mà hỏa thì khắc với kim, bởi vậy ngày mùng 6 chỉ được coi là ngày thừa cát. Tiếp theo là ngày 30. Ngày 30 là ngày Tân Mão. Ngày Tân Mão có nạp âm là mộc, mà kim thì khắc mộc, bởi vậy đây cũng có thể là một ngày tốt có thể dùng. Tiếp theo là ngày 14. Ngày 14 là ngày Ất Hợi, có nạp âm là hỏa, hỏa khắc với kim, bởi vậy
chúng ta sẽ không sử dụng ngày 14 này, đây chỉ là ngày thứ cát. Và tiếp theo là ngày 26 là ngày Đinh Hợi, có nạp âm là thổ, thổ sinh kim, bởi vậy ngày 26 này có thể dùng. Tiếp theo chúng ta sẽ đi lựa chọn ngày tốt cho tuổi Đinh Sửu. Tuổi Đinh Sửu thì có thiên can là Đinh. Thiên can là Đinh thì sẽ xuất hiện lộc tồn tại Ngọ. Lộc tồn tại Ngọ sẽ là ngày Canh Ngọ ngày 9 và ngày 21 là ngày Nhâm Mọ. Tiếp theo, với thiên can Đinh thì sẽ xuất hiện quý nhân tại Dậu và Hợi. Dậu đã rơi vào những ngày sát chủ nên chúng ta sẽ không xét tới nữa. Và sẽ còn những ngày Hợi, đó là ngày 2, ngày 14 và ngày 26. Tiếp theo, ứng với địa chi là Sửu thì sẽ xuất hiện thiên mã tại Hợi. Vậy chúng ta có thể thấy là đối với tuổi Đinh Sửu trong tháng 10 này thì có những ngày Hợi là có vừa có xuất hiện quý nhân lại vừa có xuất hiện thiên mã. Bởi vậy những ngày Hợi khá là tốt để chúng ta có thể thực hiện các công việc. Tiếp theo, để lựa chọn ngày Đại Cát thì chúng ta sẽ dựa trên nạp âm ngũ hành. Thì tuổi Đinh Sửu có nạp âm là Thủy. Đối với ngày Canh Ngọ, ngày 9 có nạp âm là Thổ. Thổ khắc với Thủy, bởi vậy đây chỉ là một ngày thứ cát, chúng ta không nên dùng. Tiếp theo là ngày 21 là ngày Nhâm Ngọ, có nạp âm là Mộc, mà Thủy sinh Mộc. Tuy nhiên thì ngày này lại không có giúp ích gì được cho tuổi này, nên đây chỉ là ngày thứ cát. Ngày 2 là ngày Quý Hợi, có nạp âm là Thủy, Thủy vượng Thủy, bởi vậy có thể dùng ngày 2. Tiếp theo là ngày 14 là ngày Ất Hợi, là ngày Hỏa. Thủy khắc chế được Hỏa, bởi vậy chúng ta cũng có thể dùng ngày 14 này. Và ngày 26 là ngày Đinh Hợi, là ngày Thổ. Thổ khắc Thủy, ngày 26 này chỉ là ngày thứ cát mà thôi. Tiếp theo là chúng ta sẽ xem xét tới tuổi Kỷ Sửu. Tuổi Kỷ Sửu thì có thiên can tại Kỷ. Với thiên can tại Kỷ thì sẽ xuất hiện lộc tồn tại Ngọ. Lộc tồn tại Ngọ chúng ta sẽ có ngày 9 là ngày Canh Ngọ và ngày 21 là ngày Nhâm Ngọ. Tiếp theo là với thiên can Kỷ thì sẽ xuất hiện ngày quý nhân rơi vào những ngày Tý và ngày Thân. Thì những ngày Thân đã rơi vào ngày Thụ Tử nên chúng ta sẽ không xem xét nữa. Và tất cả những ngày Tý trong tháng đều rơi vào ngày Tam Nương, bởi vậy chúng ta cũng sẽ không xem xét. Tiếp theo là với địa chi sửu thì sẽ xuất hiện thiên mã tại Hợi. Thiên mã tại Hợi sẽ rơi vào ngày 14, ngày 26 và ngày 2. Quý vị để ý một chút là đối với tuổi Ất Sửu thì đối với là cái thiên mã tại Sửu thì ở đây có thêm ngày 2 nữa. Thì đối với cái tuổi 2 này thì là ngày Quý Hợi, có nạp âm là Thủy. Thủy với Kim thì cũng không có liên hệ gì nhiều, bởi vậy ngày 2 này chỉ được coi là ngày thứ cát. Đó là tuổi Ất Sửu. Chúng ta tiếp tục quay lại với tuổi Kỷ Sửu. Thì đối với tuổi Kỷ Sửu, sau khi chúng ta tìm được những cái ngày mà coi là ngày tốt đối với tuổi Kỷ Sửu này thì chúng ta sẽ tiếp tục xét nạp âm để chọn ra ngày đại cát. Thì đối với tuổi Kỷ Sửu có nạp âm là Hỏa, thì ngày 9 là ngày Canh Ngọ, có nạp âm là Thổ, Thổ sinh Hỏa, bởi vậy ngày này chỉ được coi là ngày thứ cát mà thôi. Tiếp theo là ngày 21. Ngày 21 là ngày Nhâm Ngọ. Ngày Nhâm Ngọ có nạp âm tại Mộc, mà Mộc sinh Hỏa, bởi vậy ngày 21 này là một ngày tốt có thể dùng. Tiếp theo là ngày 14. Ngày 14 là ngày Ất Hợi, có nạp âm là Hỏa, Hỏa vượng Hỏa nên cũng có thể dùng ngày 14 này. Ngày Đinh Hợi là ngày 26, có nạp âm là Thổ. Nạp âm là Thổ, mà Hỏa sinh Thổ, bởi vậy ngày 26 này cũng chỉ được coi là ngày thứ cát. Và tiếp theo là ngày 2. Ngày 2 là ngày Quý Hợi, là có nạp âm là Thủy, mà tuổi Kỷ Sửu là Hỏa, Thủy khắc Hỏa, bởi vậy ngày 2 này cũng chỉ được coi là ngày thứ cát mà thôi. Chúng ta sẽ đến với tuổi Tân Sửu. Tuổi Tân Sửu có nạp âm là Thổ, thiên can tại Tân và địa chi là Sửu. Với thiên can Tân thì chúng ta sẽ thấy với thiên can Tân thì sẽ xuất hiện lộc tồn tại Dậu. Tuy nhiên thì tất cả những ngày Dậu đều đã rơi vào ngày sát chủ nên chúng ta sẽ không xét tới nữa. Tiếp theo với thiên can Tân chúng ta sẽ xuất hiện quý nhân tại Ngọ và Dần. Quý nhân tại Ngọ, Ngọ sẽ xuất hiện ngày 9 là ngày Canh Ngọ và ngày 21 là ngày Nhâm Ngọ.
Tiếp theo, quý nhân xuất hiện tại Dần thì sẽ gồm có ngày mùng 5 ngày Bính Dần, ngày 17 là ngày Mậu Dần và ngày 29 là ngày Canh Dần. Với địa chi Sửu thì sẽ xuất hiện Thiên Mã tại Hợi. Xuất hiện Thiên Mã tại Hợi sẽ xuất hiện ngày mùng 2 là ngày Quý Hợi, ngày 14 là ngày Ất Hợi và ngày 26 là ngày Đinh Hợi. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tìm ngày Đại Cát tốt nhất dành cho tuổi Tân Sửu. Thì tuổi Tân Sửu có nạp âm tại thổ. Với nạp âm tại thổ thì đến ngày thì tuổi Tân Sửu có nạp âm tại thổ. Vào ngày mùng 9 ngày Canh Ngọ, nạp âm là thổ, thổ vượng thổ nên có thể sử dụng. Tiếp theo là ngày 21 là ngày Nhâm Ngọ, có nạp âm tại mộc. Thổ khắc mộc, bởi vậy đây chỉ là một ngày thứ cát. Ngày mùng 5, ngày mùng 5 là ngày Bính Dần, có nạp âm là hỏa, hỏa sinh thổ nên có thể sử dụng. Tiếp theo là ngày 17 là ngày Mậu Dần, là có nạp âm là thổ, thổ vượng thổ, có thể sử dụng. Ngày 29, ngày Canh Dần là ngày mộc, mộc khắc thổ, ngày 29 chỉ là ngày thứ cát. Tiếp theo là ngày mùng 2, ngày Quý Hợi. Ngày Quý Hợi thì có nạp âm là thủy, thổ có thể khắc thủy, bởi vậy mà cũng có thể dùng ngày mùng 2 này. Ngày 14, ngày 14 là ngày Ất Hợi, có nạp âm là hỏa, hỏa sinh thổ, có thể sử dụng ngày 14. Và ngày Đinh Hợi là ngày 26, có nạp âm là thổ, thổ vượng thổ, có thể sử dụng ngày 26 này. Và cuối cùng, chúng ta sẽ đi tìm ngày tốt cho tuổi Quý Sửu. Tuổi Quý Sửu với thiên can là quý thì sẽ xuất hiện lộc tồn tại Tý. Tất cả những ngày Tý trong tháng đều rơi vào ngày Tam Lương nên chúng ta sẽ không xếp tới nữa. Tiếp theo, với thiên can quý thì sẽ xuất hiện quý nhân tại Tỵ và Mão. Tất cả những ngày Tỵ đều rơi vào ngày Nguyệt Phá nên chúng ta sẽ không xét tới nữa. Còn lại, xuất hiện ngày quý nhân vào ngày Mão thì sẽ gồm có ngày mùng 6 là ngày Đinh Mão và ngày 30 là ngày Tân Mão. Tiếp theo, với địa chi Sửu thì sẽ xuất hiện Thiên Mã tại Hợi thì sẽ có ngày mùng 2, ngày 14 và ngày 26. Đối với tuổi Quý Sửu có nạp âm tại mộc thì ngày mùng 6 là ngày Đinh Mão, có nạp âm tại hỏa, mộc sinh hỏa, bởi vậy đây chỉ là một ngày thứ cát. Tiếp theo là ngày 30 là ngày Tân Mão, có nạp âm tại mộc, mộc vượng mộc nên có thể sử dụng. Ngày mùng 2, ngày mùng 2 là ngày Quý Hợi, có nạp âm tại thủy, thủy sinh mộc nên có thể sử dụng. Ngày 14 là ngày Ất Hợi, có nạp âm tại hỏa, mộc sinh hỏa, đây chỉ là một ngày thứ cát. Và cuối cùng là ngày Đinh Hợi, có nạp âm là thổ, mộc với thổ khác nhau, bởi vậy chúng ta sẽ xem xét ngày 26 này chỉ là ngày thứ cát. Và kính thưa quý vị, sau khi xem xét tất cả những ngày tốt cho các tuổi thì chúng tôi đã có được cái bảng trên đây. Thì quý vị có thể là chụp lại màn hình hoặc là có thể thiết kế một cái bảng giống như thế này của chúng tôi để có thể xem xét những cái ngày khoanh tròn là những ngày đại cát tốt nhất để thực hiện tất cả các công việc mà chúng ta có thể thực hiện. Còn những ngày mà không khoanh tròn này thì là những ngày thứ cát, chúng ta chỉ nên thực hiện các công việc nhỏ ở trong tháng. Hy vọng thông qua chương trình thì chúng tôi đã giúp được quý vị và các bạn cách lựa chọn được ngày tốt trong tháng 10 để phù hợp với từng độ tuổi của quý vị và các bạn. Và xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo. Thank you.